Từ đầu năm đến nay, sự bùng phát lây lan của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm của Việt Nam và Trung Quốc. Nhiều kế hoạch xúc tiến thương mại, kết nối giao thương trực tiếp đã bị hoãn hoặc lùi thời gian. Tuy nhiên, một phương thức giao thương mới đang dần phát huy hiệu quả, đó là phương thức giao thương trực tuyến. Tại hội nghị giao thương trực tuyến nông sản thực phẩm Việt Nam Trung Quốc Vân Nam, vừa được Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc, chi nhánh tỉnh Vân Nam tổ chức. Gần 30 doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực nông sản, thực phẩm chế biến, đồ uống đã trực tiếp tham gia giới thiệu, chào bán sản phẩm tới các nhà nhập khẩu tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Theo nhận định của các chuyên gia, thời gian từ nay đến hết tháng 6 năm 2020, thị trường tỉnh Vân Nam sẽ thiếu hụt một số lượng lớn, khoảng 25-35% các loại hàng hóa nông sản thiết yếu phục vụ cho đời sống nhân dân. Do đó, đẩy mạnh xúc tiến thương mại trực tuyến sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển tốt hơn tại thị trường Vân Nam. Hội nghị giao thương trực tuyến nông sản thực phẩm Việt Nam Trung Quốc Vân Nam 2020 là sự kiện giao thương trực tuyến thứ ba với thị trường Trung Quốc. Ngay sau sự kiện giao thương với Vân Nam, Cục Xúc Tiến Thương mại sẽ tiếp tục tổ chức hàng loạt các sự kiện giao thương trực tuyến khác với các tỉnh thành khác của Trung Quốc như Quảng Tây, Sơn Đông, Thanh Hải, Trùng Khánh, Chiết Giang.